Giám sát kìa. Bên tay phải mình là ông thần Aruba. Ông thần này là mình sẽ thấy ở bên đảo Jeju nhiều. Nên có văn hóa truyền thống của người Hàn. À, ổng thì muốn có con trai có con gái gì đó thì sợ tiền đổ ổng là được. Vài tháng đúng không? Hàn Quốc không làm. Hàn Quốc á, khi mà em bé sinh ra 21 ngày sau mới cho người lạ vô thăm cho em nha. Tại vì em bé còn sức đề kháng rất là yếu. Mình vô thăm em sớm thì truyền những cái bệnh truyền cho em bé không được. Người ta làm cái tiệc á, tiệc mà mừng trong dòng họ là 100 ngày cho em bé. Chứ người ta không có làm mà đề kháng cho mình 100 ngày nha. Sau đó thì làm tiệc 1 tuổi thôi thôi. À, mà ngày xưa bây giờ thì có điện thoại biết là hoặc là siêu âm biết là đẻ trai đẻ gái, nhưng bây giờ ngày xưa đâu biết đâu, họ treo cái dây nè, một bên dây có con trai là trái ớt và cục than, con gái á là cái dây màu trắng với cái lá thông, lá màu trắng giống như là em nữ là công dung ngôn hạnh nè, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà người Hàn Quốc á, người ta vẫn thích đẻ con đứa con trai đầu tiên. Con trai là có người nói giỏi tông đường, con gái là nữ sanh ngoại tộc. Bây giờ là nữ sanh ngoại tệ, hồng nhan mà bạc tỷ chứ còn hồng nhan mà bạc ngày xưa đó nha. Hiện tại những người trẻ bây giờ thích sinh ra con gái hơn là con trai, tại vì những người khoảng xã U60 trở lên á thì ế vợ rất nhiều, tại vì con gái rất là ít. Mà những người hiện tại luôn á, hiện tại hiện giờ luôn là con trai nhiều hơn con gái, cho nên những anh con trai Hàn Quốc là có đầy đủ 5 điều kiện, là 5 chữ C được điều kiện thì mới được lấy được vợ quá. Chút nữa lên xe thì em giải thích sao. Sau này cũng có mươi rồi đi, khỏi vợ bỏ đi. Không có vợ bỏ mà là ít cái lấy vợ được, tại vì con gái ít quá. Sau này đây thì phải là 2-3 con đi. Nó là bị ế vợ nhiều, con gái ít quá. Con gái ít quá, đây. Ế vợ nhiều á, tấm như con gái ít quá đâu có đủ đâu đâu mà gả cho. Dạ. Răng biển. Ở đây là răng biển. Ở bên đây Hàn Quốc á, một người phụ nữ sinh ra là trong nhà bảo sanh á, tới khi em bé hết thôi bú thôi, lúc nào ăn canh răng biển hết. Sáng trưa chiều. Nè, sáng trưa chiều á là lúc nào ăn canh răng biển hết. Dạ. Em nói là U60 là ấy vợ là nhiều, là ít con gái ít. Chứ không phải là có ảnh nghe nhầm rồi ý em. Rồi cái này là gì? Nơi chôn nhau cắt rốn. Nè, à, khi mà những đứa con sinh ra cắt rốn nè, ta chôn cùng một cái hũ để cho em bé nó cùng nhau đồng kết yêu thương em nhau. Dạ. Ở bên đây là khi nào em bé mà hết thôi bú thôi thì mới canh rong biển mới ngưng ăn. Bên mình là ăn giò heo này nọ, cho sữa nhiều, chứ không cần, chỉ cần canh rong biển thôi.
Mà rong biển này có công dụng là cái người phụ nữ phù thủng á sẽ mau xẹp phù thủng và bổ máu cho con cho người phụ nữ, bổ máu nữa, bổ sung chất sắt. Ăn chay Việt Nam trong biển tốt lắm. Tính ra thì người ta bên này người ta còn ngán. Đây ông bán 60 này, cưới em nè. Tao lấy hàng đầu cái đã nó mi thôi. Cái chu lần sân bay nó bay nó đi được. Dạ. Ở đây thì thôi nôi ạ. Thôi nôi. À. Thôi nôi này ta cũng làm nè đó. Nhìn nè. Nói chung là tùy theo hoàn cảnh của mỗi nhà. Ví dụ giống bên mình thôi. Thôi nôi thì tôi có điều kiện tôi làm 10 bàn. Không điều kiện làm 2-3 bàn. Không ai nói gì. Bên Hàn Quốc thì ta ra cái nhà à, giống như cái buffet á. Ta đặt. Có một cái phần nhỏ ta làm cái tiệc. Thôi nôi. À, ta tặng quà giống như là cái khăn tặng cho khách cái khăn hoặc là cho hũ gọi là gì nha ta ăn bánh mì á mứt dâu hay là mứt gì đó tặng cho khách đi theo đi 100-200 khách tùy theo hoàn cảnh của mỗi nhà. Bên đây người ta có bắp nhưng Việt Nam mình miền Bắc không có nha, miền Nam mình có bắp cho nữa ví dụ như lựa chọn cái năm nè. Hàn Quốc có nha nhưng miền Bắc em đi những đồng miền Bắc nó không có, cô nào miền Bắc công nhận giùm em là không có, miền Nam có nha. Bóc em bé bóc lên là giống như heo mai giỏi nè, cái kéo nè, cái bóc học giỏi nè, cầm tiền là tỷ phú nè, tỷ phú là bóc tiền nha. Bây giờ người ta bóc tiền giấy không có tiền này nữa. Ở đây có hai nghề hot nhất, nghề thẩm phán là phán là ô tòa phán, cái là ông đó là phải nói là mà là công tố viên đó, công tố viên người ta để cái búa vô vào một cái micro làm gì không ạ? Ca sĩ ở đây ca sĩ kiếm tiền được nhiều. Giống như mấy gì Blackpink nè, nhờ mấy người đó BTS mà cả thế giới biết đến Hàn Quốc á. Đó. Rồi mình qua đây, em bé em được 1 tuổi rồi qua đây. Lớn rồi. Hằng. Rồi đi nào. Đâu rồi, xong rồi đi học thôi. Bữa trưa đó nha. Tại vì người ta nói là ta muốn củng cố là cái dân số của họ. Tại vì nhiều người có điều kiện thì cho con ăn đầy đủ. Không điều kiện thì đâu có gì để ăn. Giống như miền núi mình gì có ăn hay ăn gì đâu, ăn cơm không. Làm sao có nó tăng chiều cao được, mà nó sức đề kháng nó cao được. Thì ở đây một em bé đi học xong rồi ăn bữa cơm trưa xong mới về nhà. À, còn lớp 1, lớp 2 thì ba mẹ có giấy chứng nhận đi làm thì cô có một cái phòng giữ cho đến 6 giờ chiều. Bình thường 9 giờ sáng đi học cho tới khoảng 1 giờ là xong. Đứa cấp 1 á, cấp 2 học tới 3 giờ chiều luôn nha. Rồi lớp 12 nữa. Mà ở đây á không có thi mà lên mỗi năm. Tao xin nói kìa, mà bà quay thì được. Đây là cái ngày xưa đi học nè. À, những người đi học ngày xưa Hàn Quốc á, Hàn Quốc là thế kỷ 15 trở xuống mới có chữ Hàn Quốc bây giờ nha, gọi là Hàn Kinh. Chứ ngày xưa người ta xài chữ Hán Hàn, giống mình nói chữ Trung Quốc á, mà chữ Trung Quốc á. Và sau này có một ông vua tế tân đại đế tờ 10.000 won của mình á, là mình chưa xài tiền Hàn Quốc của mình, tờ 10.000 won của mình là ông tế tân đại đế nè. Ông này á, ông cùng với nhà nghiên cứu ra bộ chữ Hàn Quốc, ông này Thế Tông Đại Đế nè, thế kỷ 15 phát minh bộ chữ Hàn Quốc bây giờ gọi là thuần Hàn. Nhưng mà hiện tại thuần Hàn và Hán Hàn cùng ta cũng xài chung nha, chứ là còn số điểm á vẫn còn xài cái Hán Hàn. Chứ hoặc là cái giờ 1:30, 1 giờ là nói tiếng thuần Hàn là Han Si, là 1 giờ, 30 phút là Sam Sip Pun, là cái Hán Hàn. Nhưng tạo mà mình lên tầng lầu cái này đó mình nói chữ Hán Hàn không nói thuần Hàn được. Hán Hàn bên Việt Nam mình nghỉ hè bao nhiêu tháng hả? 3 tháng liên tục phải không ạ? Hàn Quốc không có đâu, Hàn Quốc là nghỉ tháng nóng nhất tháng 8 nghỉ 1 tháng, tháng lạnh nhất tháng 12, tháng 1 nghỉ 1 tháng, tháng 1 nghỉ 1 tháng. À, mà mấy lúc đó thì ba mẹ đi làm đâu có ai giữ em bé đâu, thì gửi trong thầy đồ rồi nói chung là không được cho xài điện thoại nhiều đâu, buổi tối chỉ cho một tiếng hồ thôi, mà viết thư cho ba mẹ
ở đây mà một tháng trời là nghỉ hè, vô đây ông cho ăn ở rồi viết thư cho ba mẹ, một tháng ít nhất là cũng rẻ nhất cũng khoảng 1.000 won, hơn 1.000.000 won, 1.000.000 won là khoảng 1.000 đô một tháng á. Mà nếu mà không có vô ông này thì vô môi trường quân đội cho tụi nó mạnh mẽ hơn. À, một tháng khoảng hơn 1.000 đô đấy tháng á, thầy đồ. Hàn Quốc á, các bộ trưởng Hàn Quốc á, người ta nói là bộ trưởng buổi sáng. Nếu mà ai mà tập trung học được, mình thở rác mình đọc được những cái nghĩa đó phải học thêm. Ví dụ là mình nói cái be, be đi, bờ e be đi. Be cũng là cái bụng, be cũng là con thuyền, be cũng là quả lê. Cho nên mình phải học cái nghĩa của nó và học cái văn phạm của nó nữa. Nó dễ mà cũng không dễ. Em bên Việt Nam thì em biết tiếng Anh, qua đây em học từ tiếng Anh qua tiếng Hàn. Chứ mà bây giờ mấy cô dâu bây giờ báo tiếng Việt qua tiếng Hàn rồi, rất là dễ học luôn. Rồi đồng mình học xong rồi đúng không? Mình sẽ đi qua đây làm là chứng minh nhân dân. Bên Việt Nam mình mấy tuổi làm chứng minh nhân dân hả? Bên đây 18 tuổi. Đây là làm trưởng thành con trai nè. Anh có tư cách pháp lý đi nghĩa vụ được rồi đó nha. Bên đây con là lấy chồng được nha con. Lấy chồng được rồi đó. Con có thể mua bia được, mua thuốc lá được. Bên đây em ơi, con qua mua cho ba gói thuốc không được. Dưới 18 tuổi được, hoặc là mình đi mua thuốc mặt mình non quá, cái người bán thuốc cho tôi xem chứng minh nhân dân. Trên 18 tuổi không có bán, dưới 18 tuổi không được bán. Tất cả những cửa hàng, những siêu thị này nọ, người ta có quyền kiểm tra cho chứng minh nhân dân mình, khi người ta kiếm tiền có bia rượu. Mặt già quá thôi không cần, nhưng mặt non non là kiểm tra liền à. Chứ không phải giống như các nước khác. Nước này là nhất là ban đêm, cuối tuần ban đêm á, mấy ông công an đi kiểm tra luôn. Mấy đứa nào mà học sinh cấp 3 này nọ chưa tới tuổi chưa có chứng minh nhân dân coi như là bị bắt, ba mẹ bỏ lãnh. Ở bên Hàn Quốc gắt cái vấn đề đó lắm. Dạ. Mình qua đây à, làm có tư cách pháp lý kết hôn mà. Tiệc cưới à? Tiệc cưới ở đây là cổ đại, tiệc cưới cổ đại đúng rồi đó. Hiện đại bên kia, ở bên Việt Nam mình là đám cưới là sao ạ? Đính hôn, du quy, tân hôn đúng không ạ? Hàn Quốc không, Hàn Quốc là cùng nhau đính hôn thì có, ok có được đính hôn, nhưng mà đám cưới chỉ một lần, một cùng nhau đặt một cái nhà đám cưới. À, có một cái bàn nhà nè, nhà đám cưới một bàn nhà, một bên cô dâu bên chú rể. Ví dụ anh chú rể mà 200 người thì đặt nhà hàng 200 người, cô dâu 150 người đặt 150 người, nghe nè con, nghe con thử nè. Xong rồi ai muốn vô á thì người ta thông báo luôn là cái tiệc cô dâu của tôi làm là khoảng 2 giờ trưa. À, nhưng mà 11, 12 giờ mới đến được. Mình đến làm gì? Mình chúc phúc cho cô dâu, chụp hình, xong mình ăn cơm, xong quay lại là mình có một cái phòng đó, quay lại tham gia tiệc cưới. Nếu mà mình bận rộn mình có về được cũng sao, không ai nói mình hết. Quan trọng có ba thư rồi được. Cho nên tới đây có nhiều dịch vụ để đám cưới thuê. Bên cô dâu chú rể ha, xong rồi cô dâu chú rể chụp hình cho cô, làm lễ xong rồi họ hàng đã ăn qua chào họ hàng cái xong đi, không cần dập mặt luôn. Còn lại ba mẹ gia đình lãnh hậu quả, tại vì tiền đặt cọc trước rồi, còn lại thì thanh toán gia đình thanh toán. Rồi hai anh chị này đang hưởng từng dập mặt. Cái này á là cây tre trúc nè, tượng trưng cho cây thông á là sống lâu trường thọ, tre trúc là thanh mai trúc mã, giống như là gắn kết nên tình vợ chồng gắn kết lâu dài. Con gà là giống như là mong ước cho đẻ nhiều như gà là sung túc. Bánh gạo là giống như là con rồng cháu tiên, là bánh gạo con rồng nè. Tao đỏ là sung túc hả? Dạ. Ở đây á, Hàn Quốc hiện tại mấy cô gái á, ba không, không hẹn hò, không kết hôn, không đẻ con. Hiện tại tỷ lệ sinh đẻ Hàn Quốc thấp nhất thế giới. Những cái dùng thằng con nếu đi học nha, là nó học là một năm là học một cái trường lớp đó không, không lớp nào học cho nó, không học lớp đó. Cái học tủ của nó là một năm nó để đồ đó luôn. Cho nên tập của nó chỉ mang một cái đôi dép của nó thôi, vô thay thôi. Còn tập vợ nó để đó luôn. Cho nên cái cặp nó rất là nhẹ, chỉ mang một đôi dép. Mình vô đó mình thay đôi dép trong trường, ra thay dép bên ngoài, rồi xong. À, đồng phục thì mình ba mẹ tốn tiền thôi, còn lại là sách nhà nước cho, ăn nhà nước cho uống một ngày một bình sữa nữa. Nếu nó nghỉ hè gửi tới nhà luôn.
Sướng hả? Rất sướng luôn ha. Dạ. Hiện tại cho nên là hiện tại từ 60 người mà 60 tuổi 5160 trở xuống á thì số nạn mồi chữa gần như 100%. Tại tôi đâu có tính tiền đâu. Phải đi học, không học ở văn phòng phường gọi điện ba mẹ tại sao cho con đi học. Miễn phí mà, có cần cái gì. Rồi hàng năm á mà tụ trường á cái mấy người mà đàn anh á mặc đồ xong rồi cho lại thì người ta bán rất là rẻ. Bình thường em một bộ đồ là ít nhất cũng 100 khoảng 150.000 won. Nhưng mà đó mình đi mua có 2.000 won, 5.000 won, 10.000 won đồ cũ cho con mình học, mặc lại. Đỡ cái vấn đề đó tiền mà. Những gia đình thu nhập thấp á người ta được vậy. Hiện tại thì Hàn Quốc này sinh đẻ đó, đẻ đi họ cho tiền. Tùy theo cái tỉnh nha. Nó lên xe nhắc em nha, nhắc em giải thích lại. Xin đồng mời đồng mình qua đây. Cái kiểu nhỏ không? Việt Nam mình ăn Tết có một lần phải không ạ? Hàn Quốc ăn Tết hai lần. Tết Nguyên Đán ăn giống Việt Nam mình và Tết Trung Thu vừa rồi Tết Trung Thu cực kỳ lớn luôn. Tại sao Hàn Quốc Tết Trung Thu lớn? Tại vì từ tháng 4 bắt đầu Tết trồng trọt. À, tháng 8 bắt đầu nó thu hoạch rồi, có thu nhập rồi và trời ấm, thời tiết rất là đẹp nữa. Cho nên ăn Tết lớn, còn Tết Nguyên Đán á, nó lạnh muốn chết. Có làm gì được nhiều đâu, cho nên ăn Tết bình thường thôi. Ở bên đây á, không có nghỉ bù nha. À, ví dụ như là Tết vừa rồi Trung Thu nó rơi vào 7 chủ nhật thì được nghỉ dài không. Còn nếu mà nghỉ trong vòng 3 ngày, hết Trung Thu hết Tết. Mà Tết Trung Thu với Nguyên Đán, Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán được hưởng giống nhau. Ngoài ra tháng 8 được nghỉ hè nữa. Nghỉ hè ví dụ như mình được thưởng Tết Nguyên Đán là 1 triệu won thì nghỉ hè mình được 300 ngàn won. Được cho những gia đình con cái đi chơi trong vòng 3 ngày. Sướng luôn à. Đây là cái nhà nông. Cảm ơn như tháng 8 vừa rồi mùa thu hoạch bội mùa. Cảm ơn trời đất đã cho đội thu. Đó là nhà nông. Hôm nay là cái kỷ của Quang đi. Ở bên Hàn Quốc á, ai sống trên 60 tuổi là làm việc mừng thọ. Nhưng bây giờ thọ lắm rồi, 80 mới là. Giờ thọ lắm rồi, 60 là con gái đứa đem về một món. Đứa đem về một món. Nhà nào mà thọ nhiều, bánh cái nhiều con gái đông. Xong tốt đông à, hiện tại mà khuyến khích đẻ cho lắm. Dạ. Bánh này là bánh bánh. Rồi có này hạt hạnh nhân nè. Bạch quả. Ở này là ốc chó nè. Đó, có mấy táo đỏ nè. Bánh nè, bánh gạo rất là nhiều luôn ha. Kẹo. Dạ, có kẹo, có bánh. Có táo, có lê. Có bánh gạo trong đó đó, có bánh gạo đó. Dạ. Ở đây cứ ba mẹ dâng lên rồi cái hiện tại bây giờ hay cho quà ông bà là tiền. Hoặc là mua cái chuyến du lịch cho ông bà đi chơi. 80 mới làm rồi bây giờ 60 quá trời nhiều quá à. Quá là nhiều rồi. Ông xã mình đang 60 rồi. Hôm nay là Quốc Bảo, Quốc Xăm. Nhà xưa là Cao Xăm, bây giờ là cái viên Cao Xăm. Người ta đến đây là Quốc Bảo, Hoàng Quốc đang đem cho bác tàng. Ngày nay mình để cho con Xăm Cao Ly, mình sẽ được uống Xăm. Đó là chuyện mình mua tại đây luôn, ngày nay nha. Đó, ông cụ vẫn chơi cây gậy không? Tại người Hàn Quốc hồi xưa cái bạn người họ lùn họ thấp đó, họ không được giống như bây giờ. Bây giờ bồi bổ mà. Còn tất cả những hoa màu khác đó, là cho đám hỷ khác, đám cưới, đám gì khác. Còn Hàn Quốc là mắt trắng, là cho đám tang. Ai mà theo đạo Phật thì thắp nhang, ai không đạo Phật thì đưa cái hoa tóc trắng lên dân lên thôi. Đó, mà trong vòng 3 ngày xong, không có ngày cái gì hết trơn á. Ngày thứ nhất, để cho ngày 2 đêm. Đêm ngày thứ 3, phải đem cái xác đó đi, mã tán. Bắt buộc mã tán. Có tiền, mua cái quẹt vô. Đây, mà mình thấy ngược lại nha. Nam, giống như Nam là Dương đúng không? Cho ngược nước lại. Nữ thì cho ngược nước lại. Phong thủy đàng hoàng nha. Giống như mình á, vừa hạ xuống mà mưa xuống là con cháu làm ăn được. Hàn Quốc ta cũng coi phong thủy.
cho người mất con gái được làm ăn khá giả. Nhưng bây giờ nhiều quá trời nhiều, con gái phải có tiền bao lần làm đâu, một đám tang gì bán 5.000 đô, chưa tính cái tiền mà mua nguyệt, nguyệt 10.000 đô, có một mét vuông 10.000 đô đó, là mình chôn cái hũ xuống thôi, chứ đâu phải chôn được cái hòm bự đâu, cái hũ xuống thôi. Có nhiều người ta rải xong cho nó mé, ta rải cái cây đó, rải gốc cây luôn. Hoặc là có người ta đem để nhà tang lễ gần Seoul á, thì khoảng 500.000 đô, con sẽ đặt 500.000 của con là khoảng 10 triệu Việt Nam mình á cho một năm. Còn xa Seoul á khoảng 100 cây á thì khoảng 300.000 won là khoảng 6 triệu Việt Nam mình cho một năm. Đó, khi nào nắm dỗ mình lời đó mình làm nắm dỗ cả. À, nó khác bên mình ha. Dạ. Ở đây là thủ tục ẩn liệm. Ai gan thôi thì thôi. Nhưng giờ đi ngang mà cũng nhờ một ai. Thủ tục ẩn liệm. Người Hàn Quốc á, người ta. Mà làm tính giỗ, tính thu nguyên đáng á, là 9 giờ sáng, tính giỗ sau 9 giờ đêm. Dạ. Mà ăn cả nha, giàu cái ăn nghèo cái chịu. Dạ. Em con dâu thứ, em chỉ tới em phụ chị dâu thôi, chứ em không đứng trụ. Dạ. Mà cúng cái nào mà để càng lâu là con cháu con trai nhiều, con gái không cần lại, con trai lại. Dâng ly rượu lên, dâng càng nhiều thì thời gian càng dài. Có nhiều người đốt vô hết tạng cái nhang rồi xong dẹp xuống hàng. Ở đây là một cái thức ăn. Cái này cũng như cả làng nha. Đám giỗ 1 phần 10 thôi chứ nhiều đây là cô dâu chạy mất hết. Này cả làng, đồ ăn cả làng. Cũng đơn giản lắm. Ở bên Việt Nam mình đám giỗ mất được. Bên đây đơn giản lắm. Ba cái bánh xèo lên khi mà bột mì á, chiên sẵn ngày hôm trước đi. Nhưng các bạn đi tối ngày nay cũng không. Đường chiên sẵn này cũng không. Cũng có một cái chén cơm, chén canh là nắm thành. À, còn lại là mấy cái làm sẵn hết. Làm cái bữa ngắn xong rồi để lên. Nhưng mà cơm vừa mới đúng với nha, không được sới nha. Đấy đi vậy đó. À, một chén cơm lên. Bên đây tất cả những đồng cúng cho ta. Để màu xanh, thanh của mình. Nhưng mà không ăn nào. Đồ ăn cũng là cúng không được làm bằng tỏi nha. Ở Việt Nam mình là bánh tỏi đầy đủ gia vị mới chịu nghe. Bên đây không phải đâu. 5 loại rau, mớt, không có bỏ tỏi. Bỏ tỏi không được. Rồi. Cái bánh mật đó. Thôi đi ăn nào. Bấm hả? Đây là cái này. Rồi. 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 Dù có bao gian khó hãy nhớ khi là món quà la 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 la. Đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi người, nhớ nụ cười xuân thơ. Trước đừng đợi chờ lễ thế, mơ và hay cứ ước bánh xuân cũng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta
sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng anh vệt nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhân cười xuân thời. Đã xa rồi thời thanh xuân tươi nồng của tôi. Phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi. Còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an về nắng ở cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân thời. Hơn. Cái thứ hai nữa đó là những cái nhà quan quyền, nhà cung điện, nhà của vua chúa đồ này nọ, quý vị sẽ thấy một cái đặc điểm đó là cái nền mình đang đi nè. Dạ, quý vị nãy giờ quý vị đi, quý vị nghe tiếng động không?
Dạ, cái này đó là do cố tình người ta làm như vậy quý vị ha. Để cho khi mà ban đêm hay là những cái lúc mà vắng người á, có thức khách hay là có cái người gian á, người ta đi vào á thì người ta sẽ nghe cái tiếng động. Với một cái đặc điểm thứ hai là trong cái khuôn viên chính của ngôi nhà sẽ không bao giờ có cái cây. Cây nó sẽ nằm ở hoa viên hết. Tại vì cây nó lên á, rồi sau đó sợ thích khách hay là những cái người người ta làm gian á, người ta núp vô mấy cái cây, vô mấy cái bóng đó, người ta sẽ ám sát, người ta sẽ làm những cái điều nguy hại. Đây là một cái đặc điểm tiếp theo của cái nhà của Triều Tiên. Đúng không ạ? Và hiện tại quý vị đang di chuyển đây, đó là cái cung cảnh phúc quý vị ha. Đây gọi là cái cung điện lớn nhất, và cái cung điện này giống như là cái cung điện chính. Nhưng quý vị đang xem tất cả những cái đây, và 99% đó là phục dựng lại. Và do ngày xưa mà sau cái 1945 á, sau khi mà Nhật nó rút khỏi đầu hàng quân đồng minh á, dạ rút đi á, thì cái xì tai của dân Nhật Bản á là đốt. Dạ, nên cái này nó đốt banh hết rồi, cái này nó không còn gì hết, chủ yếu là còn lại cái nền cũ người ta xây dựng lại thôi đây quý vị ha. Nên vì thế là quý vị thấy ở đây nhiều cái chỗ người ta không có cho mình vô xem để làm gì hết, tại vì nó không có cái gì, người ta chỉ làm giống như cái nền lại, rồi người ta làm cái mô hình, cái dựng cái ngôi nhà lại theo cái kiểu cũ thôi. Em nhắc lại cho một số quý vị mình vô sao mình không nghe, khu vực này là dành cho hoàng hậu đó quý vị ha. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái khu vực ở phía trước. Ở đây trên cái đoạn ở phía trước á, mình sẽ đến với cái cung gọi là cái cung Thiết Triều. Và ngày xưa, từ cái thời xa xưa trước khi đến với trận hiện đại người Nhật đến á, Thế chiến thứ hai đó, thì cái đất nước Triều Tiên này là một cái đất nước chư hầu. Nên quý vị sẽ thấy cái hình ảnh cái con rồng á, nhà vua sẽ không được sử dụng. Cái linh vật của Hàn Quốc á là cái con Phượng Hoàng quý vị ha. Dạ, bây giờ mình di chuyển ở đây. Ở đây nó có cái mình của người Triều Tiên khá là hay, đó là cái đồng hồ bằng mặt trời.